trong tập trước Chúng ta đã nói về A7, một cột mốc đỉnh cao của iPhone, đồng thời là con chip cuối cùng do Samsung sản xuất độc quyền. Sau A7, Apple bắt đầu hợp tác với TSMC. Trong tập này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách Apple từng bước loại bỏ Samsung và hợp tác với TSMC, đồng thời cũng bắt đầu nặn từng chút hiệu năng từ chip của mình. Câu chuyện giữa Apple và TSMC bắt đầu từ năm 2010, khi Apple mới bắt đầu tự thiết kế chip. Lúc đó, Hyang Sang Gi từ TSMC đã chủ động tìm đến Apple và bày tỏ mong muốn được gia công sản xuất chip cho hãng. Dù khi ấy TSMC đã là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, Apple vẫn lo lắng rằng năng lực sản xuất tiên tiến của TSMC có thể không theo kịp nhu cầu của mình. Vì vậy, sau cuộc gặp gỡ này, TSMC bắt đầu tích cực mở rộng công suất để chứng minh khả năng của mình. Sau đó, chính người sáng lập TSMC, Mojit Chang, đã trực tiếp đến Mỹ để chốt thỏa thuận hợp tác với Apple. Lý do Apple chọn TSMC vẫn xuất phát từ triết lý của City Cup. để tạo ra một chiếc điện thoại thực sự vĩ đại, chúng ta phải có quyền kiểm soát tuyệt đối với con chip. Rõ ràng, so với Samsung, làm việc với TSMC giúp Apple có nhiều quyền chủ động hơn. Để phục vụ Apple tốt hơn, TSMC thậm chí đã thành lập một đội ngũ gồm 100 kỹ sư chuyên nghiên cứu và sản xuất con chip A8 trong quá trình hợp tác. Họ còn giúp Apple giải quyết các vấn đề của A6 và cung cấp hai phương án sản xuất để tránh vi phạm bằng sáng chế của Samsung. Đồng thời, tại trụ sở chính, TSMC đã huy động 6.000 nhân viên làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ. Cuối cùng, vào tháng 9 năm 2014, con chip bay 8 chính thức xuất hiện trên iPhone 6 ngay khi giá mắt iPhone 6 đã gây ra phản ứng bùng nổ trên toàn cầu, trong đó thay đổi lớn nhất chính là ngoại hình. iPhone 6 có màn hình 4,7 in, còn iPhone 6 Plus lên đến 5,5 in. Apple cuối cùng cũng bắt kịp xu hướng màn hình lớn của Android. Thân máy sử dụng thiết kế như nguyên khối, một lần nữa giành danh hiệu chiếc smartphone mỏng nhất thế giới. Nhược điểm duy nhất có lẽ là vấn đề bến ghét, máy có thể bị bẻ cong khi ngồi lên. Đồng thời, iPhone 6 cũng bổ sung thêm các tính năng mới như NFC, động cơ dung tuyển tính trục X và iOS 8 cuối cùng đã hỗ trợ bàn phím của bên thứ ba. Mặc dù Apple đã hợp tác với TSMC, nhưng như đã nói từ đầu, sau A7, chip A series bước vào thời kỳ tăng trưởng nhỏ giọt, A8 vẫn do cả TSMC và Samsung cùng gia công, hiệu suất CPU chỉ tăng 25%, GPU tăng 50%, đúng là có cải thiện, nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, dù không có bước nhảy vọt, chip A series vẫn giữ vững vị trí vô địch trên thị trường smartphone. Với màn hình lớn hơn, động cơ dung tuyến tính và chip A8, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã đạt doanh số kỷ lục 220 triệu máy, trở thành một trong những kỳ tích lớn nhất trong lịch sử smartphone, có thể nói là chưa từng có tiền lệ và cũng khó có thể lặp lại. A8 chính là lần hợp tác đầu tiên giữa Apple và TSMC, dù không thể gọi là một thành công rực rỡ, nhưng ít nhất mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ điều thú vị là lần hợp tác này giữa apple và tsmc đã khiến samsung chịu tổn thất nặng nề tsmc không chỉ giành lấy đơn hàng từ apple mà còn khiến bộ phận sản xuất chip của samsung lần đầu tiên báo lỗ nhưng quan trọng hơn cả samsung còn mất đi một nhân vật cốt lõi trong ngành chip lương mạnh tùng Lương Mạnh Tùng từng là một nhân vật kỳ cựu của TSMC, thậm chí có thời điểm còn được xem là người kế nhiệm của Mozit Chang. Tuy nhiên, vào năm 2006, do gặp trở ngại trong quá trình thăng tiến tại TSMC, ông quyết định rời đi. Samsung ngay lập tức chấp lấy cơ hội, mời ông về dẫn dắt bộ phận A&D. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã giúp Samsung thu hẹp khoảng cách công nghệ với TSMC, đồng thời giành được đơn hàng chip từ Apple. Điều này tất nhiên gây ra tổn thất lớn cho TSMC. Sau khi trở thành nhà cung cấp chip cho Apple nhờ A8, TSMC đã tìm cách kìm hãm samsung họ kiện lương mạnh tùng với lý do vi phạm thỏa thuận không cạnh tranh yêu cầu ông ngừng làm việc cho samsung kết quả là vào cuối năm đó ông rời khỏi samsung trong lĩnh vực công nghệ cao, một nhân tài xuất sắc có thể thay đổi cục diện của cả công ty, đặc biệt là người tầm cỡ như Lương Mạnh Tùng, ông đi đến đâu là công ty đó trở nên mạnh hơn. Và đúng như dự đoán, chỉ một năm sau khi ông rời đi, bộ phận sản xuất chip của Samsung bắt đầu gặp trục trặc, gây ra một sự cố nghiêm trọng cho Apple, vụ bê bối chip gây. Năm 2015, Apple ra mắt iPhone 6S và 6S mở lớp, nâng cấp camera, bổ sung tính năng 3 đi và sử dụng chip A9. Tuy nhiên, A9 vẫn được sản xuất bởi hai nhà cung cấp. Samsung sử dụng quy trình tiên tiến hơn với 14 nanomet, TSMC sử dụng quy trình 16 nanomet, tỷ lệ phân bổ đơn hàng là 40% cho TSMC và 60% cho Samsung. Thật nhìn, có vẻ như chip của Samsung sẽ có lợi thế hơn, nhưng thực tế lại ngược lại, kiểm tra thực tế cho thấy chip A9 do Samsung sản xuất tiêu tổ năng lượng nhiều hơn 20% so với bản do TSMC sản xuất. Ngay lập tức, dư luận dậy sóng, khiến Apple phải đứng ra giải thích rằng sự khác biệt chỉ nằm trong khoảng 2-3%, không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm của người dùng. Nhưng những ai hiểu về sản xuất chip đều biết rằng, càng tinh vi thì càng khó đảm bảo tính đồng nhất về hiệu năng, ngay cả một nhà sản xuất cũng không thể làm cho tất cả chip giống nhau hoàn toàn. Điển hình là sự phân cấp i5, i7, i9 của Intel, húng chi là hai nhà sản xuất khác nhau. Vì vậy, dù i9 chưa phải một thảm họa, nhưng Apple cũng hiểu rằng nếu tiếp tục dùng hai nhà cung cấp, A10 hay A11 khó tránh khỏi những vấn đề tương tự giải pháp tốt nhất là chỉ hợp tác với một bên, và tất nhiên, đó không phải Samsung. Samsung không chỉ là nhà sản xuất chip, mà còn là đối thủ trực tiếp của Apple trên thị trường smartphone. Hơn nữa, Samsung còn nhiều lần bị cáo buộc sao chết thiết kế của Apple vụ chip gây, chính là giọt nước tràn ly, khiến Apple quyết định dứt khoát loại bỏ Samsung khỏi chuối cung ứng chip của mình. Kể từ đó, Apple chính thức gắn chặt với TSMC, bắt đầu một mối quan hệ hợp tác sâu rộng. Trong gần 10 năm, 2007 đến 2015, Apple và Samsung đã từng là đối tác trong mảng chip xử lý, nhưng cuối cùng, hành trình đó đã khép lại. Namaphone 6 ra mắt, cũng là năm một sản phẩm hoàn toàn mới xuất hiện trong phần One More Thing, đó chính là Apple Watch. Ý nghĩa của Apple Watch thì không cần phải nói nhiều, nó đã đưa đồng hồ thông minh lên một tầm cao mới công nghệ cốt lõi nhất của Apple Watch chính là con chip S1. S1 là một con chip cực kỳ mạnh mẽ, với diện tích chỉ 26 x 28 mm, nhưng lại tích hợp hơn 30 linh kiện trên toàn bộ bảng mạch, có hàng trăm tụ điện và điện trở, độ phức tạp của nó thậm chí còn vượt qua bo mạch chủ của iPhone 6 cùng năm. Sự ra đời của S1 không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Apple trong lĩnh vực chip, mà còn cho thấy hãng đang tập trung vào công nghệ đóng gói tiên tiến. Trong những năm tiếp theo, tham vọng của Apple đối với chip ngày càng lớn sau khi lần lượt ra mắt các dòng chip ACG và SCG năm 2016. Apple lại mang đến một con chip hoàn toàn mới, nhưng lần này không phải trên điện thoại. iPhone 7 năm đó có thiết kế loa ngoài CTGO, nút hôn cảm ứng lực, Camera được nâng cấp lên 12 megapixel với chống dung quang học A10 do TEMC độc quyền sản xuất, đã đưa chip ACG bước vào kỷ nguyên 4 nhân với thiết kế Big tổ giúp hiệu năng đơn nhân tăng 40%. Nhìn chung, iPhone 7 chỉ là một bản nâng cấp thông thường, nhưng ai đã từng dùng hay chưa dùng iPhone 7 đều biết. Điều táo bạo nhất mà Apple làm trong năm đó chính là loại bỏ cổng tai nghe 3,5mm. Bề ngoài, Apple tuyên bố điều này giúp iPhone có khả năng chống nước và chống bụi tốt hơn. Nhưng thực tế thì sao? Một cặp iPad có giá 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, hơn một nửa chiếc Xiaomi Mi 5 phiên bản cáo cấp nhất lúc bấy giờ. iPad được trang bị con chip Double U một do Apple tự phát triển, hỗ trợ nhiều giao thức không dây, tiêu thụ điện năng thấp và có khả năng chống nhiễu tốt. Để có được con chip này, Apple thậm chí đã chi tiền mua lại cả một công ty và số tiền đó hoàn toàn xứng đáng. Nhờ con chip Double 1 iPad có thể ghép nối nhanh, kết nối ổn định và tiết kiệm pin kết hợp với hệ sinh thái của Apple, trải nghiệm sử dụng được đẩy lên mức tối đa, một tiêu chuẩn mà rất ít tai nghe khác có thể đạt được. Từ dòng chip ACG trên iPhone 4 đến dòng SCG trên Apple Watch, rồi đến dòng Double CG trên iPad, Apple. Apple dần hoàn thiện hệ sinh thái chip của mình, ba dòng chip này đã thống trị các lĩnh vực tương ứng, và rõ ràng Apple không có ý định dừng lại ở đó, bởi vì dòng MCG cũng đang được ấp ủ, nhưng chủ đề này để lần sau bàn tiếp, vì có thể đi quá xa. Năm đó, Apple tập trung mọi kỹ năng vào tai nghe, còn Samsung thì dồn hết vào pin, Samsung đã ra mắt một sản phẩm bùng nổ, Galaxy Note 7, máy có màn hình cong 5,7 in, vi xử lý Snapdragon 820, nhận diện mống mắt, vẫn dư cổng tai nghe 3,5mm, tông thời đạt chuẩn chống nước API 68, thậm chí còn tốt hơn cả iPhone 7 không có cổng tai nghe. Về tổng thể, đây là một sản phẩm rất tốt, nhưng vấn đề nằm ở viên pin 3500mAh hỗ trợ sạc nhanh, nó khiến nốt 7 trở thành một quả bom thực sự. Vụ nổ pin giúp nó bày nổi tiếng toàn cầu theo nghĩa đen, Samsung buộc phải thu hồi hàng triệu chiếc điện thoại trên toàn thế giới nhiều lần, Việt Nam cũng nằm trong sổ đó. Cụ thể, từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016, Samsung hoàn trả 100% giá trị sản phẩm, tương đương 18 triệu 990 nghìn Việt Nam đồng cho người dùng tại Việt Nam. Nhưng anh bạn hàng xóm Trung Quốc lại không nằm trong danh sách này. Điều đó đã gián tiếp dẫn đến việc mảng kinh doanh smartphone của Samsung suy yếu tại Trung Quốc và cuối cùng rút khỏi thị trường. Nó khiến Samsung chịu tổn thất nặng nề và thất thế trong cuộc cạnh tranh với Apple. Đồng thời, dòng chip Exynos của Samsung cũng bắt đầu suy giảm. Năm 2015, hệ sinh thái Android chìm trong vấn đề quá nhiệt của chip snapdragon Dragon 810 và Exynos 7420 đã giúp Samsung tỏa sáng, trở thành ánh sáng hy vọng của Android nhưng ánh sáng đó chỉ kéo dài đúng một năm. Năm 2016, Samsung không hài lòng với kiến trúc âm công khai mà bắt đầu phát triển kiến trúc tùy chỉnh mong gu, mãng sạc. Tuy nhiên, nỗ lực tự phát triển này không thực sự thành công, điểm số hiệu năng cao nhưng tiêu thụ điện năng lớn, nhiệt độ quá nóng sau năm thế hệ. Samsung tuyên bố từ bỏ và 17 tỷ đô la Mỹ đầu tư coi như mất trắng. Bước sang năm 2017, ngành công nghiệp smartphone bước vào giai đoạn hoàng kim nhất. Số lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu đạt mức kỷ lục 1,473 tỷ chiếc. Nhưng sau đó, tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí xuất hiện xu hướng giảm. Apple cũng bước vào thời kỳ nâng cấp nhỏ giọt. Năm đó, Apple ra mắt iPhone 8 và iPhone X nếu nói về đổi mới, thì thực sự cũng có. iPhone X có phần cảm ngắn hơn, thêm phần tai thỏ và giới thiệu Face ID, chính thức đưa iPhone vào kỷ nguyên màn hình tràn viên. Về chip, A11 được sản xuất độc quyền bởi TSMC trên tiến trình 10 nm sổ lõi CPU được nâng lên 6, đánh dấu việc Apple bắt đầu chạy đua số nhân. A11 cũng lần đầu tiên tích hợp mạng Neuron để nâng cao khả năng tính toán AI, có thể coi là một bước chuẩn bị sớm cho kỷ nguyên AI, chỉ là trải nghiệm thực tế chưa rõ ràng. Bộ nhớ trong của iPhone X cũng được nâng lên tối thiểu 64GB. Nhìn chung, so với iPhone 7 và iPhone 8, iPhone X thực sự có nhiều đổi mới. Nhưng sự đổi mới này cũng phải trả giá. Mức giá khởi điểm lên đến 30 triệu, đắt hơn iPhone 7 của năm trước tới 10 triệu, phiên bản 256GB thậm chí có giá 35 triệu. Apple đã dùng iPhone X để mở ra thập kỷ tiếp theo của mình, cũng như chính thức đưa iPhone vào phân khúc xa xỉ phẩm. Chỉ có điều, so với thập kỷ trước, Apple trong thập kỷ mới không còn quá nhiều sáng tạo, mà chỉ đơn giản là cắt gọt sản phẩm một cách chính Tính xác hơn. Đến iPhone XS, Apple cung cấp 3 lựa chọn, cỡ vừa, cỡ lớn và cỡ siêu lớn. Ngoại hình không khác gì iPhone X, chỉ có phiên bản cỡ siêu lớn được bổ sung tính năng 2 SIM, máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 18W, có thể sạc đầy 50% pin, 3174mAh trong 30 phút. Về chip, A12 tiếp tục do TSMC sản xuất trên tiến trình 7 nm vẫn là con chip mạnh nhất trên sở smartphone lúc bấy giờ. Năm 2019, Apple ra mắt dòng iPhone 11, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình LCD, trong khi bản Pozo và Pozo Max dùng màn OLED. Ngoài ra, màu co siêu lớn cũng được nâng cấp lên hệ thống 3 camera, Apple thậm chí còn điều chỉnh giá bán, khi phiên bản cao cấp nhất có giá 43 triệu 990 000 đồng, bằng với thế hệ trước, coi như là một động thái có tâm. Về chip, A13 tiếp tục sử dụng tiến trình 7 nanomet của TSMC, vẫn dư 6 lõi CPU, tiêu thụ điện năng giảm 40%, hiệu năng tăng 30% so với Synapse Dragon 888 của Qualcomm. A13 vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng nếu so với chính các thế hệ trước của Apple thì đây chỉ là một sự nâng cấp mang tính bình thường. Bước sang năm 2020, tin vui là iPhone 12 đã hỗ trợ mạng 5G, giá khởi điểm cũng giảm xuống, nhưng tin xấu là do có thêm phiên bản mini nên dung lượng pin bị cắt giảm. Ngoài ra, vì lý do bảo vệ môi trường, Apple cũng ngừng tặng kèm cục sạc và tai nghe. Về chip, A14 tiếp tục được sản xuất bởi TSMC trên tiến trình 5nm vẫn giữ sáu lõi CPU, không có gì bất ngờ hay đột phá. Sang iPhone 13, Apple tiếp tục giao kéo một cách chính xác. iPhone 13 và 13 mini sử dụng phiên bản bị cắt giảm của A15, phần tai thỏ được thu nhỏ 20%, pin tăng lên một chút, vẫn là hệ thống camera kép, hai phiên bản Pro hỗ trợ tần số quét cao 120Hz, trong khi phiên bản tiêu chuẩn và mini vẫn chỉ có 60Hz iPhone 14 mang lại một chút bất ngờ, tin vui là phiên bản mini bị khai tử do doanh số không khả quan trong hai thế hệ trước, nhưng tin xấu là Apple lại bổ sung phiên bản Plus, vẫn giữ tổng cộng 4 mẫu, điểm thay đổi lớn nhất có lẽ là việc thay tai thỏ bằng Dynamic Island, nhưng chỉ có trên hai phiên bản Pro, muốn trải nghiệm thì phải trả thêm tiền. Phiên bản tiêu chuẩn iPhone 14 và 14 Plus không chỉ giữ nguyên phần tai thỏ mà còn sử dụng lại con chip A15, camera sau vẫn là 12 megapixel, tần số quét vẫn 60Hz, không có gì thay đổi. Có lẽ điểm cải tiến lớn nhất mà tin quốc dành cho người dùng là iPhone 14 nhẹ hơn iPhone 13 đúng 1 gam và dày hơn 0,15mm. Sang iPhone 15, trước áp lực từ Liên minh châu Âu, Apple buộc phải chuyển từ cổng Lightning sang Type-C, nhưng có sự phân cấp rõ rệt. iPhone 15 và 15 Pro chỉ hỗ trợ USB 2.0, trong khi Pro và Pro Max hỗ trợ USB 3.2. Về chip, không có gì cần bàn, vẫn tiếp tục ổn định phát huy. Đến năm ngoái, iPhone 16 bổ sung một nút điều khiển camera, phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ tần số quét 60Hz, Apple cũng giới thiệu hệ thống tản nhiệt mới, nhưng sạc nhanh vẫn chỉ ở mức 27W. A18 Pro tiếp tục do TEMC sản xuất trên tiến trình 3nm, hiệu suất CPU tăng 15%, nhưng loại thế chip của Apple ngày càng bị thu hẹp, trong khi đó, MediaTek và Quân Căm có lẽ đang cười không ngậm được miệng. Trong vài năm đầu tiên quốc tiếp quản Apple, mọi người thường so sánh ông với Steve gấp Khi đó, ai nấy vẫn còn hào hứng với những sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple. Nhưng đến bây giờ, còn bao nhiêu người thực sự mong chờ những sự kiện này? Lại quay về câu hỏi cú, Apple đã mất đi khả năng sáng tạo chưa? Mỗi người có thể có câu trả lời khác nhau, còn quan điểm của tôi là Đúng, Apple thực sự đã mất đi động lực sáng tạo, nhưng đây là điều tất yếu. Những yếu tố đổi mới của iPhone đã được Steve Jobs đặt nền móng. Tim Cook chỉ là một nhà quản lý điều hành Apple, ông không có thiên phú về sản phẩm và marketing như Jobs, cũng không có đam mê sáng tạo mãnh liệt như Jobs. Vì vậy, động lực đổi mới của Apple dần suy giảm. Ngoài ra, từ 0 đến 80 thì nhanh, nhưng từ 80 đến 100 lại rất khó. Ngành công nghiệp smartphone đã phát triển được 18 năm. Trong 10 năm đầu tiên, hầu hết những tính năng mang tính cách mạng đều đã được khám phá. Khoảng thời gian sau đó chỉ là quá trình tinh chỉnh và nâng cấp những công nghệ sẵn có theo các hướng khác nhau. Đó là lý do chúng ta thấy các hãng điện thoại, bao gồm cả Apple, luôn nhấn mạnh vào việc cải thiện camera, tăng tốc độ sạc, làm cho điện thoại mỏng hơn, viên màn hình hẹp hơn từng chút một. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với chip di động, định luật mo đang dần chạm đến giới hạn. Việc mở rộng sức mạnh tính toán của chip trên quy mô lớn trở nên cực kỳ khó khăn, đây là quy luật phát triển của công nghệ, Android không tránh khỏi và Apple cũng vậy. Chính vì vậy, tính quốc không ngừng tối ưu hóa nghệ thuật cắt giảm và chiến lược nhỏ giọt của Apple quan trọng hơn apple đang mắc phải căn bệnh tự mãn xuất phát điểm của apple quá cao bản thân họ cũng cảm thấy mình đỉnh vì vậy mọi thứ họ làm đều mang tham vọng tạo ra cuộc cách mạng từ đầu thay vì đơn giản là mang đến sự đổi mới thực sự apple muốn cách mạng hóa ngành tai nghe và họ đã thực sự làm được nhưng khi muốn cách mạng hóa ngành ô tô kết quả là mảng xe điện của apple bị giải tán còn với kính ai sau nhiều năm nghiên cứu dự án này về cơ bản cũng xem như thất bại việc thay đổi hoàn toàn một ngành công nghiệp không chỉ dựa vào sức mạnh tài chính mà quan trọng hơn là phải có nền tảng công nghiệp tích lũy qua nhiều năm, bung nổ đúng thời điểm, cộng thêm một chút may mắn, chỉ khi hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì mới có thể thực sự tạo ra cuộc cách mạng. Rõ ràng, Apple tự tin rằng họ có thể làm được mọi thứ và ngay từ đầu đã đặt tham vọng tạo ra sản phẩm tốt nhất nhưng kết quả thực tế lại không như mong đợi. Thực tế, sau iPhone 6, có thể thấy khả năng sáng tạo của Apple đã suy giảm, chỉ là thời điểm đó, xu hướng này chưa rõ ràng, nhưng từ iPhone X trở đi, sự sụt giảm này đã trở nên quá rõ ràng. Mỗi lần Apple nhỏ giật cải tiến trong sự kiện ra mắt, lòng kiên nhẫn của người dùng lại vơi đi một chút. Không có gì phải bàn cái, Apple vẫn là một công ty xuất sắc, dòng chip ACG vẫn dẫn đầu ngành di động khi mọi người phàn nàn về việc Apple mất đi sự đổi mới. Đó không hẳn chỉ là sự chế giễu, mà còn là mong muốn được thấy một công ty từng làm nên lịch sử, có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích. Nhưng đến thời điểm này, ngoài những người làm nội dung công nghệ, có còn bao nhiêu người sẵn sàng thức đêm để theo dõi sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple?